này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự cùng với anh Trần Phong Vũ và tôi là Lê Minh Nguyên trên đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi nói về cái đề tài là tọa đàm ở tại Việt Nam hôm thứ Tư 26 Tây tháng 11 sáng ở tại nhà thờ Thái Hà. Vậy với cái đề tài là cơ chế của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền. Tức là cái người bảo vệ nhân quyền không được an toàn là cần phải có một sự bảo vệ cái người bảo vệ nhân quyền. Thì được tổ chức bởi tổ chức xã hội dân sự và Việt Nam UPR Working Groups. Mà trong cái cuộc tổ chức này thì chúng ta thấy là có khoảng gần 10 người của những cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ và những cái quốc gia khác đã tham dự. Tức là coi như là đây là có thể nói là tai mắt của Tây Phương. Của đại diện Liên Hiệp Âu Châu. Và của đại diện Liên Hiệp Âu Châu và những cái quốc gia khác Hoa Kỳ tham dự. Và cái chuyện mà cản trở anh Quang A làm cho anh không thể đi xe được. Rồi anh phải quốc bộ. Quốc bộ mà 10 cây số anh. Là 10 cây số là khá xa. Mà anh phải quốc bộ 10 cây số mà lúc nào cũng phải có khoảng 10 công an đi theo và tìm cách cản trở anh. Nhất là khi còn khoảng 600-700 thước. Mà sắp sửa tới nhà thờ thì họ có một cái lực lượng công an gần 30 người để mà coi như bằng mọi giá phải cản trở anh. Nhưng mà nhờ anh gọi điện thoại vô trong cái chỗ mà buổi họp đó có rất nhiều người ra, có cả những cái người đại diện của những cái tòa đại sứ đi ra, thì lúc đó thì coi như là với một số đông đi ra, nhất là có những cái khuôn mặt của những cái tòa đại sứ của ngoại quốc đến đó, thì anh mới tìm cách mà anh đi vào trong cái chỗ tọa đàm được. Thì cái buổi tọa đàm được diễn ra, nó nhờ vậy nó diễn ra đúng giờ và chấm dứt vào khoảng 12 giờ trưa. Thì theo anh Trần Phong Vũ thấy thì cái biến cố này, cái sự kiện này có thể là nó là một cái điều mà nó làm cho cái sự chú ý ở trong nước cũng như ngoài nước về cái quyền con người nó sẽ được nổi bật hơn hay không, thưa anh? Hàm ẩn trong câu hỏi của anh thì nó đã có câu trả lời sẵn rồi, thưa anh. Là bởi vì tất cả những cái chuyện gì khi mà đã gợi cái sự tò mò của quần chúng ấy, thì người ta sẽ tìm mọi cách để người ta tìm biết. Yeah. Mà tìm biết lúc này không còn khó như ngày xưa nữa. Yeah. Ngày xưa ấy thì phải nói thật rằng là cái phương pháp gọi là cái chủ trương gọi là bưng bít thông tin của họ ấy, thì họ có dễ dàng để họ có thể thực hiện. Mà bởi vì lúc bây giờ từ công an cho tới kể cả một số những cái tổ chức quần chúng ở trong tay họ thì tìm một cách họ bao vây và họ bưng bít tất cả. Nhưng mà bây giờ các anh thấy đấy, cái tiếng nói trung thực không còn phải chỉ là ở những người đấu tranh nữa. Như cái trường hợp vừa rồi, cái trường hợp cái anh Nguyễn Quang Sách phải không anh? Yeah. Nguyễn Quang, cái anh nhà báo mà tổng biên tập tờ Thanh Niên đây. Nguyễn Công Khế. Nguyễn Công Khế, tôi yeah. quên đi. Anh nhà báo Nguyễn Công Khế mà gần như năm sự xé rào, tự nhiên lên tiếng yêu cầu Đảng và Nhà nước Cộng sản lên cho tự do báo chí. Thế thì trước một cái sự kiện như vậy để đối chiếu với cái chuyện đang diễn ra ở Thái Hà hôm thứ tư vừa rồi đó, hôm 26 tháng Tây vừa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái trò hề của họ để mà che giấu ấy, thì nó giống như là một cái ví von của người binh dân Việt Nam là lấy thúng mà úp voi vậy, lấy bàn tay mà che mặt trời vậy. Thành ra những cái chuyện ở trong cái sự xích mích như vậy, những cái lời tuyên bố của tiến sĩ Nguyễn Quang A, rồi với cái sự tiếp trợ của những mạng lưới, những cái blogger Việt Nam, rồi thì ngay cả số tổng số anh mới nói vừa rồi tới khoảng trên dưới 10 người thuộc đại diện các Liên Hiệp Âu Châu, rồi thì của 7 cái tòa đại sứ, trong đó có đại sứ Hoa Kỳ, đại sứ Anh và đại sứ của Úc, thì còn có tổng số là tới trên 70 người. Dạ đúng. Trên 70 người đó tức là đại diện và những cái nhân viên thuộc những cái tổ chức xã hội dân sự.
Thế thì những người đó họ có miệng, mà cái miệng của họ từ trước đến nay là chỉ dùng vào một cái việc làm thế nào để quảng bá những cái điều đó cho quần chúng ở trong nước cũng như là cho đồng bào chúng ta ở hải ngoại này và kể cả quốc tế thấy được cái hiện trạng, cái thực trạng của vấn đề nhân quyền ở Việt Nam như thế nào. Thành ra tất cả mọi sự thứ, kể cả những khía cạnh tiêu cực như là cái chuyện họ ngăn cản, chuyện họ tìm cách để mà dẹp đi cái cuộc tọa đàm đó thì đều bị vẳng ra bên ngoài cả. Thì cái ảnh hưởng rõ ràng như cái lời tiên báo của tiến sĩ Nguyễn Quang A trong một cái bản tường trình được post lên cái mạng của dòng chữ cứu thế ngày hôm qua tôi đọc được đó. Ông ấy đã tiên đoán trước rồi. Cái tình trạng này chỉ càng làm cho cái bộ mặt của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng trở nên xấu xí mà thôi, thì thưa anh. Dạ thưa anh Vũ, thì trên cái nguyên tắc của luật quốc tế đó, thì trên nguyên luật pháp đó, thì luật quốc tế nó cao hơn là luật của quốc gia. Mà trong quốc gia thì luật hiến pháp cao hơn là luật quốc hội. Mà luật quốc hội thì cao hơn là luật của bên phía chính phủ, hành pháp. Thì với cái nguyên tắc đó, đó thì luật quốc tế thì chúng ta biết là có hai cái công ước rất là quan trọng, là công ước về quyền dân sự và chính trị. Tức là nói về những cái quyền về chính trị, dân sự, tức là tự do báo chí, tự do lập hội, tự do lập đảng, tự do bày tỏ, và một cái công ước thứ hai là công ước về quyền kinh tế văn hóa xã hội, tức là công ước về cái quyền, những cái quyền mà phải là được đi làm, quyền có chỗ ở, quyền có từ riêng tư, hay là quyền về vấn đề sáng tác văn hóa. Thì đây đó là hai cái công ước là rất là quan trọng, và Việt Nam đã ký vào hai cái công ước đó rồi. Tức là luật quốc tế thì chúng ta thấy có bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là một cái bản văn mà nó có tính cách là một cái ngôi sao sáng, một cái ngôi sao bắt đầu để mà hướng dẫn cái tinh thần. Và để khai thác cái một cái ngôi sao sáng đó thì có hai cái luật, gọi là hai cái công ước như tôi vừa trình bày. Nhưng mà Việt Nam thì luôn luôn nói là thứ nhất là nhân quyền phương Đông nó khác với nhân quyền phương Tây, nhân quyền của Mỹ khác nhân quyền Việt Nam, là bởi vì Việt Nam có những cái hoàn cảnh xã hội đặc thù, thành ra nó không có gọi là mà áp dụng được. Mà trong khi đó thì anh biết rằng là cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền người ta dùng cái gọi là universal chứ không phải là international. Universal tức là nó phổ quát, ai cũng phải áp dụng được hết. Còn international là có thể là nơi này áp dụng, nơi kia chưa chắc áp dụng. Thì nhưng mà Việt Nam thì thứ nhất là cả chài cả cối về phương diện đó. Thứ hai là khi cái hiến pháp họ không thể nào họ không để những cái quyền đó vô được. Nhưng mà họ để cái quyền đó vô và luôn luôn họ thêm cái râu ria phía sau là theo quy định của luật pháp. Mà theo quy định của luật pháp thì anh biết là quốc hội của họ là quốc hội của Bù Nhìn. Đảng nói sao làm vậy thì cái luật pháp của họ luôn luôn là họ lại đứng trên cái hiến pháp, tức là họ quy định để họ hạn chế cái quyền. Mà trong khi đó là hiến pháp của Hoa Kỳ các nơi là những cái quy định đó để họ thúc đẩy cái quyền, để quyền được áp dụng được trong xã hội. Nhưng mà của Việt Nam thì quyền để hạn chế lại, không áp dụng được. Thì trong trường hợp này thì theo anh thấy thì hình như là phải có cái nhu cầu rất là lớn để mà educated, tức là để giáo dục quần chúng để họ biết cái quyền họ để họ tranh đấu. Nguyên tắc thì đúng như là như anh vừa trình bày, nói chung đây tất cả quốc gia đều chấp nhận một cái quy luật như vậy. Nhưng mà Việt Nam thì anh nhớ lại là trong những cái lúc mà nó liên hệ tới cái chuyện đưa người này ra tòa, rồi thì hôm nay đặt cho họ một cái tội danh như thế này, rồi ngày mai lại biến cái tội danh đó thành một cái tội danh khác. Nên chúng ta có thể nhắc tới trường hợp Điếu Cày chẳng hạn, hay là anh luật sư Lê Quốc Quân chẳng hạn, hay là kể cả anh Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn. Thì khởi sự khi bị bắt ấy, họ tạo điều kiện bị bắt ấy, thì Cù Huy Hà Vũ trở thành một cái người mà đi chơi bậy với một cái bằng chứng cỡ là một cái hai bao cao su đã qua sử dụng. Rồi đến trường hợp Điếu Cày và Lê Công Định, Lê Quốc Quân thì hai người đó là mang cái tội trốn thuế.
Nhưng mà rồi sau đó cái thì là khi mà hết cái thời hạn mà bị giam cầm đó thì lại biến cái tội danh thành cái kẻ gọi là xâm phạm thế này tới quyền uy của đất nước này kia, thành ra có những cái nhà đấu tranh người ta đã công khai lên tiếng và được sự hỗ trợ của một số những luật sư danh tiếng là nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy, là họ ignore cái hiến pháp đi. Họ đã biến cái hiến pháp để mà có thể sử dụng bằng cách là đã cai trị quần chúng, áp dụng tất cả những phương thức bằng bằng những cái luật và bằng những nghị định. Thì đấy là những điều chúng ta cần phải chú ý thôi anh. Dạ vâng, và cảm ơn anh Trần Phong Vũ, và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.